Thưa quý khán giả, hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông kênh rạch đang diễn biến ngày càng phức tạp, không chỉ diễn ra trong mùa mưa mà còn xuất hiện cả mùa khô, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân. Còn các hộ dân có nhà ở những đoạn có nguy cơ sạt lở cũng luôn sống trong tâm trạng bất an. Mới đây, tuyến đường giao thông cặp rạch Xẻo Gừa, khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng xuất hiện một đoạn sạt lở dài gần 25m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m, làm sụp hoàn toàn một căn nhà củi và một căn nhà tường bị ảnh hưởng. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã quy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời tiến hành tháo dỡ, di dời các vật dụng trong gia đình đến nơi an toàn và vận động người dân tuyệt đối không ở lại trong các căn nhà bị ảnh hưởng và tiếp tục theo dõi diễn biến. Hiện đoạn sạt lở đã được địa phương rào chắn, cấm biển báo tạm thời. Lúc khoảng 4 giờ rưỡi sáng thì tôi ngủ mới thức, nghe nó sập, nó rút cái tôn, cái kho nhà đó xuống ào 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 ào. Không biết gì chứ, rồi đi xuống mới thấy sập xuống rút dưới rồi. Thiệt hại cũng nhiều, đồ đạc tùm lum. Thì nhà nước bây giờ làm bờ kè rồi lại cho nó chắc, cho mình giữ an tâm. Trên địa bàn phường thì vào 3 ngày nay thì có xảy ra là coi như là 3 cái điểm sạt lở và một cái điểm là có nguy cơ sạt lở. Về lâu dài thì ở phường cũng đã vận động bà con là mé các cái cành cây cao, cặp các cái tuyến kênh rạch để tránh cây ngã đổ là kéo theo là nó sạt lở đất. Rồi cũng thường xuyên là kiểm tra, khảo sát các cái khu vực, những cái đoạn mà kênh đê có cái nguy cơ sạt lở. Thì cũng tuyên truyền cho bà con mình là có cái chủ động trong cái phòng chống thiên tai. Hiện tại, trên địa bàn phường còn nhiều điểm xuất hiện hàm ếch và răng nước nên nguy cơ sạt lở rất cao. Người dân nơi đây lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng, không an tâm vì nguy cơ sạt lở còn tiếp diễn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của quận thì cũng đã phối hợp với phường là cho gào chắn lại. Thì cũng thông báo cho người dân di chuyển đến cái chỗ nơi an toàn. Đối với các cái nhà gần đó có nguy cơ mà sạt lở thì cũng cảnh báo với người dân để mà di dời đi cái vị trí khác. Quận cũng đang phối hợp để mà khảo sát các đối với các cái điểm sạt lở này để mà đưa ra cái biện pháp mà khắc phục xử lý trong cái thời gian tới. Trước tình hình sạt lở bờ sông kênh rạch trên địa bàn phường Phú Thứ vẫn đang phức tạp, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng đề nghị Chi cục Thủy lợi thành phố sớm có kế hoạch gia cố, khắc phục các điểm sạt lở trên để đảm bảo tài sản tính mạng người dân cũng như đảm bảo an toàn giao thông.